Xin chào tất cả các bạn, mình là nhân vật mới và hôm nay mình sẽ đóng tiếp tục phim Lego bạn bè của tôi nha. Tập này là tập mấy rồi ta, mình cũng không nhớ nữa. Ê, tập này là tập mấy? Tập 6 hả? Tập 5 hay tập 6 gì đó? Đúng rồi, tập 6 đi. Hơ, đây là tập 6. Và hôm nay liệu rằng bố của bạn kia có phát hiện được không? Và cuộc sống sẽ như thế nào? Mời các bạn đón xem tập tiếp theo. Chết rồi các bạn ơi, bố mình giận mình rồi, mình phải trốn thôi. Chú ơi, mở cửa cho cháu. Ai thế nhở? Lẽ nào? Chú cho đến đây để đưa bánh cho chú đấy. À, thì ra mày là người đã ném bánh vào đầu tao. Tao sẽ đánh mày. À, đau quá. À, tại sao cháu cho chú bánh mà sao chú lại đánh con? Con đâu có làm gì đâu. Hồi nãy con đã thấy con của chú làm mà. Thật mà, con không nói sợ đâu. Khở, được rồi, tao sẽ đi xử cái con này. Chú ơi, chú nó trốn rồi. Thôi, video của mình đến đây là cùng già rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 6 nha. Bye bye.